Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang xem chuyên mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng phối hợp với Sở Công Thương thực hiện. Chuyên mục được phát sóng vào thứ 6 tuần thứ 2 hàng tháng trên kênh CRTV Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Trước tiên là tin tức đáng chú ý. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 được Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2023 gồm 7 chương 80 điều. So với luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, luật mới bổ sung thêm một chương, chương 3 về trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng trong giao dịch đặc thù. Số lượng các điều tăng từ 51 điều lên 80 điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 và có một số điểm mới đáng chú ý so với luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 như sau. Về đối tượng áp dụng, luật 2023 bổ sung thêm đối tượng áp dụng cụ thể. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội làm rõ tổ chức xã hội bao gồm tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, về quyền, bổ sung quyền tạo điều kiện lựa chọn môi trường tiêu dùng lành mạnh và bền vững, quyền yêu cầu tổ chức hoặc hỗ trợ thương lượng để giải quyết tranh chấp phát sinh, được bảo vệ khi sử dụng dịch vụ công theo quy định. Về nghĩa vụ, bổ sung nghĩa vụ của người tiêu dùng như tuân thủ quy định về kiểm định, bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật. Về sản xuất và tiêu dùng bền vững, bổ sung thêm khái niệm tiêu dùng bền vững là việc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng mục tiêu tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường. Bổ sung quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp trong việc thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững. Về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương, đây là quy định mới thể hiện rõ nét chủ trương, chính sách nhân văn của nhà nước và chính phủ trong việc bảo vệ toàn diện quyền lợi chính đáng của người dân. Luật 2023 đã xác định rõ 7 nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người bị bệnh hiểm nghèo và thành viên hộ nghèo theo quy định của pháp luật. Để tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương, luật 2023 quy định một số trách nhiệm cụ thể của tổ chức cá nhân kinh doanh. Trong đó nổi bật là trách nhiệm áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp theo quy định của pháp luật phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Về các hành vi bị cấm, gồm 3 hành vi sau. Cấm thực hiện hành vi không thông báo trước, không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Cấm thực hiện hành vi ngăn cản người tiêu dùng kiểm tra về sản phẩm hàng hóa dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cấm hành vi yêu cầu người tiêu dùng phải mua thêm sản phẩm hàng hóa dịch vụ như là điều kiện bắt buộc để giao kết hợp đồng trái với ý muốn của người tiêu dùng. Về trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng, bổ sung 4 quy định sau. Quy định về trách nhiệm bảo đảm an toàn đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán, cung cấp cho người tiêu dùng. Quy định cụ thể trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, làm rõ thời hạn, tính lại, bảo hành trong trường hợp đối với sản phẩm hàng hóa, quy định về trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết phản ánh yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng. Quy định về trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ không đúng nội dung đã đăng ký, thông báo công bố, niêm yết quảng cáo, giới thiệu, giao kết, cam kết. Về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội, Luật 2023 bổ sung sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sự tham gia đa dạng toàn diện của các tổ chức trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Về quản lý nhà nước, về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật 2023 bổ sung trách nhiệm cụ thể
của từng ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện việc giao nhiệm vụ cho tổ chức xã hội có tôn chỉ, mục đích tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng cơ chế phối hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại trung ương và tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc vận động, tích cực giới thiệu quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, qua đó làm thay đổi nhận thức của cả nhà sản xuất và người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, góp phần phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Gần một tháng nay, ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, hai bố con ông Bản Văn Sinh ở xóm Quang Bình, xã Quang Thành đã có mặt ở chợ thị trấn Nguyên Bình để bán sản phẩm do ông trồng. Ông Sinh cho biết, mấy năm nay gia đình ông đã chuyển đổi từ ngô lúa sang trồng cây ăn quả. Trong đó dưa hấu là loại quả cho năng suất cao, quả ngọt, phù hợp với khí hậu ở đây, được người dân ưa chuộng mua nhiều. Quả ở đây, tôi bán ở đây thì toàn hoa quả sạch, phát trồng tự nhiên. Trong là những người dân ở đây thì toàn chọn những quả tự trồng thôi, ăn nó ngon hơn và đảm bảo hơn, có chất lượng, xong không phun thuốc. Tại chợ thị trấn Nguyên Bình, rất nhiều mặt hàng nông sản được bà con nông dân bày bán. Để thúc đẩy giá trị các sản phẩm đặc hữu của địa phương, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Nguyên Bình và các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên từng bước thay đổi nhận thức, hành vi sản xuất và tiêu dùng, ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm địa phương, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu và đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu vùng xa để phục vụ nhân dân, vận động nhân dân duy trì các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp sạch của địa phương. Thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì trong thời gian qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thì cũng đã đa dạng hóa các cái hình thức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân là từng bước là thay đổi về cái nhận thức và hành vi và để tiêu dùng hàng Việt Nam, và đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường công tác phối hợp với chính quyền giới thiệu đưa hàng Việt về nông thôn và tích cực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP nông nghiệp sạch của địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện thì có 11 sản phẩm là OCOP đạt 3 sao và 4 sao, điển hình như là miến rong phe đén này, chè phe đén này, quả thanh long này, rồi mật ong này, với những cái sản phẩm OCOP của địa phương ấy, thì trong thời gian qua thì đã góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương huyện Nguyên Bình trong thời gian qua. Thực hiện chỉ thị 03 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành kế hoạch kiện toàn ban vận động, ban hành các văn bản triển khai thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt. Từ năm 2019 đến nay đã tổ chức được gần 1.100 hội nghị tuyên truyền với trên 61.000 người tham gia, phối hợp tổ chức 44 hội chợ hàng Việt, tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm của Cao Bằng đến với các tỉnh bạn. Các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhất là trong mua sắm tài sản công, hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình, vận động các doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có mẫu mã, chất lượng cao, giá thành hợp lý, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Nhờ đó, nhiều sản phẩm hàng hóa được sản xuất trên địa bàn tỉnh ngày càng tạo được uy tín đối với người tiêu dùng và trở thành thế mạnh trong sản xuất của tỉnh, như gạo nếp Hương Bảo Lạc, sản phẩm bún khô, miến rong, thạch đen, lạp sườn, hạt dẻ, trà rào củ lam. Là một trong những tổ chức có nhiều hoạt động tích cực trong thực hiện cuộc vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh truyền thông các nội dung về quyền của người tiêu dùng và các ngày, đợt, mùa mua sắm cao điểm, hướng dẫn phụ nữ đang kinh doanh xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng.
tổ chức được gần 320 cuộc với trên 15.400 lượt người tham gia. Các cấp hội đã chủ động lồng ghép với nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ để triển khai các hoạt động của đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tổ chức các hoạt động truyền thông hướng dẫn phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh, sản xuất với 41 cuộc, gần 2.300 lượt người tham gia. Vận động phụ nữ có ý tưởng tham gia cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức ngày hội trưng bày trên 150 sản phẩm của phụ nữ tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng đã thu hút trên 2.000 lượt người tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Quang thường xuyên tuyên truyền đến hội viên và nhân dân trong xã thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Hội viên luôn tin dùng, mua sắm và sử dụng các sản phẩm có xuất xứ của Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh sự phát triển nền kinh tế nói chung. Đối với xã Vĩnh Quang nói riêng, thì hội viên và nhân dân chủ yếu tham gia sản xuất nông nghiệp và chiếm trên khoảng 85%. Các sản phẩm nông nghiệp không những đủ cung cấp cho nhu cầu ở trong xã mà còn có sản phẩm bán ra thị trường. Thì hội viên cũng đã tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có là những cái thế mạnh của xã như là gạo nếp, vị bất, đỗ, lạc để chế biến thành các loại sản phẩm, các loại bánh cổ truyền đặc trưng như là bánh chưng, bánh khảo, bánh do, trà lam. Ngoài ra còn có các sản phẩm khác như là mật ong, thạch đen, mía, các sản phẩm nông nghiệp như lúa gạo, gà vịt thì đã được đưa ra ngoài thị trường thông qua kênh bán truyền thống là ra chợ. Thì ngoài ra để tận dụng mạng xã hội cũng như là công nghệ thông tin thì chị em hội viên còn bán trên các trang cá nhân của chị em. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm của hội, thì hội thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, thông qua các buổi họp xóm thì cũng lồng ghép tuyên truyền đến hội viên và nhân dân về các quy định cũng như là các cuộc vận động của Trung ương và của riêng tổ chức hội, như là cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Thì qua đó thì hội viên cũng đã tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả, nâng cao ý thức người dân trong việc là sử dụng, tin dùng các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam. Tổ chức đoàn thanh niên các cấp đã tăng cường vận động đoàn viên tham gia tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua các diễn đàn, hội thi, các buổi sinh hoạt chi đoàn. Năm 2023, 100% cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc triển khai cuộc vận động, tổ chức được trên 1.000 hoạt động tuyên truyền, thu hút trên 85.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trong thời gian vừa qua, các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn toàn tỉnh đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động đến đông đảo đoàn viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tập huấn cũng như là các cuộc thi của thanh niên, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi sinh hoạt của chi đoàn, chi hội cũng như là thông qua các trang thông tin của đoàn hội trên địa bàn toàn tỉnh quản lý. Đồng thời thì qua các nội dung tuyên truyền thì đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc vận động. Đồng thời thì cũng giúp góp phần cho người tiêu dùng hiểu biết rõ hơn về cái khả năng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là về chất lượng sản phẩm dịch vụ của tiêu dùng của Việt Nam. Thì từ đó thì cũng góp phần về cái quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là việc tiêu dùng sản phẩm Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức và nhân dân về cuộc vận động chưa sâu sắc, việc tổ chức các hoạt động khuyến mại, triển lãm, đưa hàng Việt về các địa phương, nhất là vùng nông thôn còn nhỏ lẻ, hạn chế, hoạt động buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, bán hàng online còn phức tạp, khó kiểm soát. Vai trò giám sát, phát hiện tố giác các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng còn hạn chế. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, khuyến khích cán bộ, đảng viên sử dụng hàng Việt làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo. Các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh ưu tiên sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công.
Các doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh trong tỉnh ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương với giá cả không cao hơn hàng ngoại nhập để sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền những cách làm hay, mô hình hiệu quả của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, góp phần làm thay đổi nhận thức, thói quen lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng. Qua đó, hình thành một nét văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam tiếp tục phát triển. Chuyên mục Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!